ngàn lại vô thường bất ni thung dung thị giác đồng phong giữa mạc hồng vạn vật tinh quan giải từ đắc ý tư thời nhai hứng giữ nhân nì đông bóng ơi gà tiếng trong đã thiên nhất trị thánh chúa thiên nhi cũ quê nhà ở Hóa Chu tên sống đặt họ từ tên thức phú quý giai gió mạnh danh lợi bất như nhàn âu là tôi nhi nạp ân từ nghi quang đi tìm chốn yên nghi nhàn nghi thanh nghi thản nhưng đi một mình ắt là buồn bã ta sẽ gọi thằng Hề để làm bạn cùng đi
Bố hề con. Có hề nhưng mà còn dở đây. Mày dở làm gì? Dở can vợ chồng cái con cháu chuộc nó hủy hại ao rau cần. Bác lên kinh thân để đăng trình lột thẳng. Ra hầu bát nghe. Anh em ơi. Wow. Kiếm cô hát hầu bát nhá. Này này ơi bác ơi thầy. Thầy ơi. Hề ơi. Bác gọi con đi đâu bây bây giờ? Hay là bác gọi con lên sứ lạng ơi à tam cơ thiền là tam cơ ở trên tam cờ thôi ngay lập tức chết ngay bây giờ chẳng về lẻ cái. Ê dạ. Mày mới cờ bạc rồi chả thế mà con lỗ vốn mê quất đó bác ạ. À, thế là chuyên đi đốt đóm mà sòng bạc à? À thế là đốt đóm sòng bạc. Rồi bác ơi sao này cờ bạc có thơ đấy bác ạ. À, thơ à? À thơ thế nào con đọc bác nghe nào. Thơ rằng làm tài trai không thiếu gì nghề chơi đã mang cờ bạc mất giá hỉ giá người khi được năm quan ba quan kẻ thì vay một người thì mượn mà khi thua vài dăm ba chục triệu còn mới gấp tìm nơi là con chạy đấy bác ạ. À. Thế ra là mày ăn quỵt à? Quỵt đâu mà quỵt. À, bác ơi. Sao? Chính vì con ham mê cờ bạc. À. Cho nên con vợ con nó ví ví một câu như thế. À thế nó ví thế nào mày ví bác nghe. Ví đau xót lắm bác ạ. À. Nó ví rằng ơi ơi anh ơi nhân sinh em là phận đã đàn bà hình rồng nhan sắc nết na em kịp kịp người ơi anh ơi tới tuần 18 đôi 10 bác mẹ ép gả lấy thằng chồng cờ bạc nó khổ khổ thay tôi ngồi tôi gạt nước mắt tôi mới khóc thầm. Trời, thế con khóc như thế nào? Tôi trái trông tơ bà Nguyệt lỗi nhầm. Chị đây em ăn ấy phải miếng cầu ấy mới kể. Từ khi em ăn ấy mãi miếng cầu cái miệng em cười cái môi em cái dạ em sầu tương từ ấy chữ này bức thư cô gì mình gửi cho ta cô gì mình gửi cho ta ấy mấy này thư cô gì mình gửi cho ta đấy em đè chữ mực đây anh hòa dấu son ấy ba buồn xanh nhà với bảy con này bác ơi sao ấy thế là từ đấy là đi nó bỏ con nó đi à mà con nhớ cái năm đó là cái năm năm nào năm 2 mình giáp 1 à đấy là năm giáp thân con à mình thân cũng như nhau à. Thế vào cái tháng nào nó vào cái tháng 3, tháng 4 à tháng 3, tháng 4 nó là cái tháng khốn trăng nạn à con mới đi cậy thầy nhờ bạn vay được 3 triệu tiền à con vay tiền để làm gì con đi chợ phiên con mua một cái đó à để khi trời mưa trời gió con vác nó đi được mà khi con trở về nhà ăn cơm lúc trở ra thì đó mất à nó lấy mất đó à con nghĩ con cực con mới than thân con một câu rằng à thế con than như thế nào đoàn phận đó là ăn ấy phần là
tôi đập đập bè bờ luôn công tôi công tôi đập đập bè bờ để cho cái con người khác nó vắt cái lờ đem đến bờ nó vắt cái này nó nghe vợ đúng chồng cơn là cái cơn bây giờ chúng em nó vợ đủ chồng luôn công tôi buôn đồng đập rơi rơi luôn bông 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 luôn cả là luôn bác ạ. Sao con nghĩ cờ bạc nó khổ thế đấy à? Thế là con vợ con nó bỏ đi mà con đi vay tiền mua đũa để kiếm ăn mà nó cũng lấy mất rồi. Thôi thì bây giờ con về theo hầu bác. Bác gọi con đi đâu nào? À thè. Dạ. Thuyền lan chèo quế. Dạ vâng. Con sóng sửa thuyền để bác cháu ta đi dạo cửa thần phù. Ôi giời ơi. Dạ. Bác ơi. Sao? Này con khuyên các bác là chớ có đi dạo cửa thần phù ạ. Làm sao? Ở cái làng con ấy có mấy bà rủ nhau đi dạo cửa thần phù. Ờ. Về mà về đến nhà con thấy bà nào bà đều sưng loại phù với sưng. À, bác ơi, thế bác ở đây con đi lấy đồ nhá. Dạ, con mời bác xuống thuyền. Dài. Lênh đênh qua cửa thần phù. Khéo tù thì nổi mây vụng. Thành thành nghe một chiếc thuyền lan từ xuôi đồng từ xích bích nông dân cho nên là con cứ theo đi cày ấy mà. Rồi con mời bác lên thuyền ạ.
giải gươm. Bác ơi. Hề con. Dạ. Tới cửa thần phù rồi. Con thấy thần phù có đẹp không? Đẹp lắm bác ạ. Nhưng mà bác ơi. Sao? Theo con thì còn thiếu đấy. Thiếu cái gì? Thiếu hai ông tự xưng. Phù với xưng mày. Vâng. Bác ơi. Sao? Cảnh thần phù thật là đẹp. Đẹp. Thế bác đề thơ Vịnh Thơ cảnh thần phù. À thế tới thần phù. Dạ vâng. Bác đề thơ quan mài mực để bác đề ra. Vâng. Nhưng mà bây giờ con lấy mực ở đâu? Thôi thế này bác nhá. Sao sao? Bút kình thiên nghiên nhân tạo. À rồi rồi. Con tạm thời lấy đá cái mài để bác đề thơ nhá. À rồi rồi. Ê. Dạ. Sao mày lại nhổ bọt để mà mài mực là thế nào? Ôi con? Ôi trời bác ơi. Sao? Con nói với bác cái này. Cái nước biển, nước sông, nước ngoài còn có người đưa chân xuống khoáng mà rửa. Ờ. Còn cái nước miệng con này, ai đút vào đây mà rửa cho nên tinh khiết vô cùng. Xin mời bác đề thơ cho. À rồi. Vâng. Bác đề thơ nhá. Dạ vâng. Nghìn tầng vách đá một vầng in quê cỏ chào người mở đồng tiên. Rắp hỏi nương tìm thu quân, còn xa bao nà ấy đào nguyện. Úi giời ơi! Bác ơi! Bác ơi! Sao? Úi giời, kinh lắm! Bác vừa vịnh xong thơ trong kia là kêu chi chí cả thế này. Động tiên mà con làm như vậy. Ôi, con vừa khua chân thế này mà kêu kinh lắm. Bác này. Sao sao? Trong động lắm, tiên lắm. À, thế sao mày biết? Tiên lớn, tiên bé, tiên mẹ, tiên con, tiên đỏ, như son, tiên vàng, à, như lệ. Mà này, có cả tiên bổ nâu nữa bác ạ. Tiên mà nó mới làm chứ khỉ. Vậy. Này. Này này bác ơi. Sao? Bác nhìn kia kìa. Đấy, đấy. À. Đấy. Con có biết đoán tiên không? Úi giời, đấy cái nghề của con. À, thế con thử đoán tiếng của tiên cho bác nghe nào. Bác ơi, à, cái gì mà nó lù lù, nó đỏ như chậu cà chua trước đầu cái bác? À, đấy là cái mũ tiên con. Cái gì? Mũ tiên. Mũ tiên. À. Ờ. Này bác ơi. Sao? Trên con đoán cho cái tướng cô này này. À. Tiền vận là được. À. Thế hậu vận thì thế nào? Hậu vận thì cái chỗ này còn phải xem. À, rồi rồi. Ừ. Con à, trên đầu cô ta là tổ sơn phát tích. Đúng rồi, phát là tóc. Này. Sao? Bác ơi, không cẩn thận là tổ cháy đấy bác ạ. À. À, rồi. Hai thần đồng phụ nhĩ hai tai. Đúng rồi, nhĩ là tai. Đôi mắt cô ta là tinh đầu sắc bài. Rồi. Ai tháng đó làm lên khoa mục mục mắt mắt mục đấy bác ạ. Đúng rồi, à. Mục là mắt. Cái mũi cô ta những đất phì nhiêu phát phúc. Rồi. Này bác ơi, cái miệng cô ta là thủy khẩu đáo đường. À. Ai táng đó là ắt là có lợi. Đúng bác. Rồi. Mà có răng có lưỡi. Đúng rồi, có răng có lưỡi. Này bác ơi, còn cái cổ từ cái đoạn này mới đẹp này này. Sao, cái cổ cô cái thế cổ nào? Cái cổ cô ta như cuống cả thắt lại. À. Hai tay cô là hữu hệ tả long. À. Tả thanh long muốn lại. Rồi. Hiếu bọc thổ trầu vào. À. Bác có biết trầu vào đâu không? À, trầu vào... Ở hạ dưới chúng con là trầu vào à. Cái chỗ trầu, trầu vào. Ừ. Ừ. Này bác ơi. Sao? Con hỏi bác cái gì mà nó đỏ đỏ ở trước ngực cô ấy nhỉ? À, đấy nó là cái kiềng tiên con ạ. Kiềng tiên? Kiềng tiên. Ở dưới hạ dưới chúng con kiềng chỉ có để đun bếp thôi. À, thế à? Nhưng mà con hỏi là trong cái kiềng cơ. Trong cái kiềng thì là cái yếm tiên chứ còn gì nữa. Trong nhưng mà bác ơi. Sao? Bác chưa hiểu con hỏi. Trong cái yếm ấy cơ. À, trong cái yếm tiên thì là... Là cái gì?
là cái nhũng tiên chứ còn gì. Ôi trời ơi. Bác ơi. Sao? Ở dưới chúng con, dưới hạ giới là chúng con không gọi là nhũ nhĩ gì cả. Mà cái chúng gọi con, là cái gì? Chúng con gọi là cái bàn bốc. Sao lại gọi là bàn bốc là thế nào? Thế con hỏi bác thế này nhá. Khi bác vào với bác gái, thì bác không lấy tay bác sờ, chắc lấy lúa bác gắp à? Mày. Bác ơi. Sao? Còn cái bông cô nhỉ, đất phì như phát phúc. Rồi. Chiếu địa bàn huyệt tại thể tâm. Rồi. Còn từ thắt lưng mà dở xuống hai chân, đó toàn những đất tiểu cục, con không biết đâu con định được. Mà rồi. Này. Sao? Từ thắt lưng dở xuống hai chân. Anh nào mà đụng vào có khi là bỏ làng mà đi đấy bác ạ. Rồi. Như bác ơi. Sao? Thôi bây giờ thế này nhá. Con đưa bác đến mồ, đến ấm. Đến động chứ mày. Vâng, con cứ hay quên ở tổ hiếu cứ hay thế. Thế bây giờ bác ở đây động gì thì động. Nhưng mà con khuyên bác có mỗi câu bác ơi. Sao? Bác động vừa vừa thôi. Động nhiều quá là rụng hết tóc đầu bác nhá. Thôi thì con ăn mặn ăn nguội. Con xin cứu bác con về. Vốn thiếp nay kiều tiên liệt nữ, theo chúa tiên ra ngự đền vàng, do ý đưa hương ý, nghe thấy tin ý, ý chàng. Bà truyền dạy thiếp tôi ra nghi bà. Bên nam thì quê có xanh vàng.